À, các bác à, thế thì trước khi ông từ nhà đi, ông có gọi Lý để ở nhà để ông trao cái phần quà của bà Ngô Thị Chuyên ở Hà Nội, ở Chương Mỹ Hà Nội gửi cho Lý, nhưng mà Lý không ở nhà. Lý có nói là sang bên này để làm nương, thì có nói là mang sang đây để cho Lý, thì ông mang sang đây để cho Lý các bác ạ. Đây là cái thùng quà của bà Ngô Thị Chuyên, không biết là bên trong có cái gì, bởi vì là đang trên đường đi, không biết là cũng phải mở qua một tí nhỉ, để cho các bác cùng xem, không thì sợ lại mất đồ. Ôi dồi ôi, bịt kín như này thì mở kiểu gì. Đây là có cái gì? Rồi. Chắc là quần áo với lại kẹo, phở này, kẹo này, súp này. Trong này có quần áo này, phở cũng có phở này, sữa này. Đấy, sữa này. Đấy. Đây là cái phần quà của bà Chuyên gửi cho Lía các bác ạ. Lấy cảm ơn đi. Nho đấy. Nho hun nhỉ. Tụp bò. Tụp bò. Sơ sinh tụp bò nho hôn nị mua con giải mất tha. Sua. Su. Lo a chi mo lo a chi mua lần nọ. đấy Lía cũng đã nói tiếng Mông cảm ơn bà Chuyên. Lía thì các bác biết là không có duyên các bác ạ. Đấy, không có duyên, lúc có duyên thì không muốn hưởng, nên là rất là khó khăn, nên Liêng không biết nói tiếng Kinh các bác ạ. Rồi cảm ơn Nông xin chào quý cô chú và anh chị, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông. Hiện tại Nông đang có mặt ở trên nhà Sùng Mỉ các bác ạ. Đấy, thì sáng nay đến thì cũng chắc là các cháu đi chăn dê hết rồi, còn Sùng với lại Mỉ thì đi học. Còn Nhù với lại hai đứa em út thì ở nhà. Ôi, chuồng dê, dê không có ở chuồng rồi, chắc là đi chăn dê. Ôi dồi ôi, dê ỉa đầy hết ở đây các bác ạ. Xem cái nhà đó. Đấy, nhà đi vắng hết chỉ như này thôi, đóng cửa vào thôi. Ôi dồi ôi. Này, một bãi rồi các bác ạ. Đấy. Ngô này. Ngô để như này này, ngô như này mà ăn được đấy. Đấy, ngô này mà té ra xong là các cháu ăn. Úi dồi ôi, chết rồi. Chết là kiểu này. À, đây đây là cái bếp này các bác. Đấy, lại mang ra đun ở đây rồi. Từ hôm nọ mưa xong là không mang đi mưa xong là không nấu ngoài được, xong là mang về nấu ở trong nhà rồi. Ôi, sáng nay nấu cái gì mà để như này này, không biết là cái món gì đây, hoa đu đủ, nấu hoa đu đủ với cái gì đấy. Đấy, ở như này rất là lộn xộn các bác ạ. Đi các cháu đó thì không ai quan tâm, nên là cái nhà chả ra cái hồn gì luôn. Bây giờ không biết làm cách nào để đi tìm Nhù về được các bác ạ.
đi nhu một mình đi chăn dê, còn hai bé chắc là lại lên trên kia học rồi. Lấy cái ngô này hỏng hết rồi các bác, ngô bị mốc méo hết rồi, mà nếu mà các cháu mà không được các cô các bác giúp thì các cháu cũng phải nên cũng phải ăn cái loại ngô như này. Đấy, ngô mốc hết, chả còn cái gì luôn. Đi chăn dê nhưng mà cửa thì chả có cái gì để đóng, nhưng mà trong này cũng chả có cái gì để mất, chỉ còn mấy cái ngô thối. Nói chung là các cháu mà để cho nó gọn gàng thì cũng rất là khó các bác ạ. Đấy, mọi thứ cũng như cũ cả, vì là không có bố mẹ, với lại các cháu thì còn rất là nhỏ tuổi, cũng chưa nhận thức được cái nào là sạch, cái nào là bẩn. Nhìn ghê quá các bác ạ. Đấy thì hôm nay đến cũng có mua cho các cháu là hơn 1 cân cá cá lạnh, cá đông lạnh, cá chim các bác ạ. Đi qua đây cứ đi một vòng nữa. Qua đây xong là lên chỗ trên nhà Phong nữa, nhà anh Máy các bác. Nhưng không ở nhà nữa, khả năng là treo ở đây thôi. Treo để đây để tí các cháu, để các cháu tự nấu ăn. Thì không biết là ai mua cho. Để thế nào để nó dễ nhìn thấy nhỉ? Tí lại không để ý thì lại làm hỏng hết cá. Để chỗ này để cho nó dễ nhìn thấy. Để thấp quá thì lại sợ con chó. Đây nhỉ, lấy quyển sổ đó. Đây thì vừa rồi ông lại tiếp tục nhận được tiền từ cô thiếu ở Đà Nẵng gửi cho các cháu, đây là 300.000, và hai là cô Hồng Anh gửi cho các cháu là 5 triệu để vào quỹ để xây bếp các bác ạ. Tiền thì vừa rồi ông có cập nhật lên trên kênh một lần rồi, thì tuy nhiên hôm nay đến đây thì là ông lại tiếp tục cập nhật để cho các cô các bác cùng biết là như vậy. Thì, ông sẽ cộng xuống các bác ạ, cộng vừa rồi là còn ngày mùng 1 tháng 9 thì anh ông đến đây thì anh ông cập nhật là còn là 15.351.000. Sau đó đến ngày mùng 4 thì lại nhận được thêm 300 này, ngày mùng 2 ngày mùng 4 và mùng ngày mùng 4 là thêm được 5 triệu 3. Thì anh ông sẽ cộng xuống để xem là các cháu còn được bao nhiêu tiền để vào quỹ xây bếp rồi.
15.351 cộng 300 cộng 5 triệu 20.600. 20.651.000. Đấy. Tiền của các cháu để xây bếp là như vậy, cả tiền ăn. Và hôm nay mua cá là không biết một cân bao nhiêu, quên mất rồi. Đấy, chụp ảnh ở đây. Nói mua là 1,5 cân các bác ạ. Là cá này là 40.000 một cân thì 1,5 nhân 40 40 nhân 1,5 60.000. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9. Giờ sẽ lại tiếp tục trừ xuống. Tiếp tục lấy 20.651 trừ đi 60. Còn 20.591.000. Đấy. Là với lại ông hôm nay đến thì cũng muốn là để xem sắp xếp để làm cái bếp ấy, các bác. Thì cũng nói các bác là cái đường hiện tại là từ trên là chỗ Nhật, từ nhà cái nhà dế sang đây thì toàn là đường đất, nên là đường cái đường hỏng rất là nhiều luôn các bác ạ. Đường hỏng cực kỳ nhiều nên là cũng rất là khó đi. Đấy, không biết là xe có vào được đây nữa hay không. Cũng không biết là nên xây chỗ này hay không. Đấy, chỗ này thì còn đất, chỉ còn mỗi chỗ này nó rộng, nên là sẽ xây ở chỗ này. Đấy, xây ở chỗ này để một ô ở đây để cho các cháu ra nấu nướng ở đây, nấu cơm ở đây. Với lại nước, đường nước đấy thì cũng rất là khó các bác ạ. Đến lúc xây dựng thì rất là khó về cái nước. Không biết là sẽ kéo nước ở đâu về. Lát nữa xin gọi hỏi trưởng thôn xem nào, người ta nói như nào. Bởi vì là các cháu không ở nên là có lẽ sẽ ông đóng cửa xong là ông di chuyển lên trên kia để gặp trưởng thôn xem nào có nước để xây dựng hay không các bác ạ. Không biết là trước đây họ xây cái nhà này, không biết là họ lấy nước ở đâu về để xây. Đấy, thì vừa rồi theo hỏi Nhù đấy thì Nhù có nói là ở trên này thì không có nước. Nước thì ở cách đây xuống dưới này cơ, nó phải có máy bơm, cũng tương đối là xa. Nếu mà mua có máy bơm mới thì vẫn bơm lên được, nhưng mà tương đối là xa, tầm khoảng hơn 100 mét thì nước mới về đến nhà. Đấy là lại phải có máy bơm thì mới bơm được. Ông sẽ đóng cửa xong là đi lên trên kia. Cửa chỉ đóng như này thôi. Xong là đi. Chả có gì để mất. Lên trên kia để gặp trưởng thôn các bác ạ. Từ đây lên trên kia cũng hơi xa.
Giờ này chín nhiều hơn rồi. Biết là trưởng thôn có ở nhà hay không các bác ạ. Đóng cửa hết rồi. Trai ơi. Trai. Trai ơi. Thật sự là đi ban ngày như này thì cũng rất là khó các bác ạ. Không hẹn nhau này nên là rất là khó. Nên sẽ gọi xem nào có gần gần đây không. Trai đi đi... Đi tập huấn à? Đây là vợ của trai à? À.
trai đi Yên Minh, các bác đi trưởng thôn đi Yên Minh tập huấn. Ở đây là cái thôn này là gộp trưởng thôn và bí thư chi bộ là một. Đấy, nên là hai chức danh đấy là gộp một người. Nên là bây giờ chỉ lên tìm một người thôi. Không có người thứ hai, không có bí thư, không có trưởng thôn riêng. Nên là cùng gộp nên là đi bí thư trưởng thôn đi tập huấn nên là cũng không ở nhà. Rất là khó các bác ạ. Rất là khó làm việc. Thì sẽ anh ông lại tiếp tục quay đi về chia sẻ cái đường chuẩn bị cho xe chuyển vật liệu vào các bác ạ. Hôm nay một ngày không vui rồi. Một ngày đi cả nhà sùng mì không ai ở nhà, với lại trưởng thôn cũng không ở nhà. Nên là có lẽ sẽ tiếp tục lại ngày mai ngày kia lại sang đây. Giờ anh ông sẽ di chuyển từ đây đi về nhà. Ở đây là đi đường vòng, không đi đường ban nãy đi nữa. Đi đường vòng từ đây đi lên vòng rất là xa. Đấy, vòng vật liệu phải đi đường vòng, còn người với lại xe máy thì đi đường gần hơn. Nào đi nào. Em về nhá. Dù đa nó, phải á, phải đa nó. Rô mi rô. Mi cửa nè. Ôi, lên trên kia mới đi được, đoạn này không đi được đâu. Đường rất là dốc quá cả, rất là ghê luôn, đường cũng cao. Mấy đứa mà lấy vật liệu là qua đường này các bác ạ. Đường rất là rộng. Cái này một tí rồi.
Này thì không biết xe có đi được không? Này phải cào đi rồi. Chỗ này thì đi được. Chỗ này chỉ cần vứt mấy cái cây này ra là sẽ đi được. Ở trên kia rất là khó, không biết là cái đoạn đấy xe có đi vào nổi hay không. Nếu không đi vào nổi thì lại phải sẽ dừng lại thời gian các bác ạ. Đây là anh ông chỉ chia sẻ cái đoạn đường mà khó khăn nhất, còn cái đoạn mà đi dễ đi một chút thì anh ông sẽ không chia sẻ các bác ạ. Đường rộng hết rồi, đường bé bé thôi, 2,5 mét vừa đủ con ô tô đi, ô tô 3 khối đi. Đoạn này còn bé bé luôn. Xói mòn hết rồi các bác. Đoạn này cũng bị xói mòn rồi. Khó nhất là đoạn này các bác ạ. Cái này là rất là dốc luôn. Trước đây
Lúc anh ông còn chạy vật liệu đấy thì đi vào ngủ ở đây một đêm. Lúc mình xuống thì vẫn từ từ xuống được. Nhưng mà lúc lên ấy thì xe nhẹ, không đi lên nổi luôn, dốc quá. Ban không lên nổi. Thử đi xe máy lên xem nào, có lên nổi không? Không lên nổi. Thể vào được các bác ạ. Đấy, chỗ này mà xe không từ dưới lên là không lên nổi luôn. Quá là sợ. Cái này thì cũng phải gọi lái xe lên xem, nếu mà lái xe đi được thì là sẽ cho người ta đi, nếu mà lái xe mà không đi được thì cũng phải chịu thôi các bác ạ. Thì qua Đông đi khảo sát cái đường từ đoạn này thì không nói rồi, từ cái chỗ lúc nãy, cái chỗ khó nhất thì đường đi cũng rất là khó các bác ạ. Đấy thì cần phải đi khảo sát để xem, xong là gọi lái xe đến để xem, nếu mà người ta đi được thì người ta mới đi, chứ còn người ta không đi được, không chở, không chuyển vật liệu vào trong kia được thì cũng cũng không thể là làm thế nào được các bác ạ. Đấy nên là cũng rất là khó, sẽ tính phương án, nếu mà xe mà không vào được thì tính phương án hai là tìm cây gỗ về để làm. Đấy, để dựng cột gỗ lên và tìm ván về bưng. Đấy, chỉ hai cách như vậy thôi. Thì cái đường cũng theo anh ông trước đây, anh ông cũng được chạy xe nên thì cũng cảm thấy là rất là khó. Đấy. Nên là về lại tiếp tục nói chuyện với lái xe để xem lái xe, cho lái xe đi khảo sát một lần để cho lái xe đi được thì người ta đi. Đấy thì có lẽ cái thước phim của anh ông xin được khép lại ở đây. Anh ông xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người các thước phim sau. Xin giới thiệu với các bác là anh ông có một cái gian hàng nhỏ nhỏ. Thì anh ông có bán các sản phẩm như mật ong khoái. Đây là chai mật ong khoái. Và còn đây thì là chai mật ong Bạc Hà. Tiếp ở dưới này đi thì đây là chai mật ong rừng các bác ạ. Đây. Ở dưới này hơi tối nên nó nhìn thấy đen đen. Và tiếp đây đi thì là giảo cổ lam các bác ạ, giảo cổ lam. Đấy. Giảo cổ lam là có tác dụng là hạ huyết áp. Còn tiếp đây là cái gói chè dây. Đây là một túi này là một cân. À, một gói này là uống được thoải mái tầm khoảng nửa tháng, hơn nửa tháng các bác ạ, là có tác dụng là cải thiện giấc ngủ các bác ạ. Còn tiếp đây, cái này là cây cỏ máu các bác ạ, cây cỏ máu. Đấy, thì các bác cái công dụng của cây cỏ máu các bác lên trên Google các bác gõ là có tác dụng gì thì sẽ chị Google sẽ bảo cho. Cái này là làm bổ đường huyết, bổ máu và sau sinh. Còn đây cũng là chè dây. Ngoài các cái sản phẩm ở đây thì anh ông còn có bán cái thìa canh hỗ trợ điều trị tiểu đường các bác ạ. Nếu mà có bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ số điện thoại 0326 628 386 để mua. Rất là mong là các cô các bác đi qua kênh thì có thể ủng hộ anh ông để anh ông có kinh phí để đi giúp người nghèo ở vùng cao. Thì anh ông xin cảm ơn các cô các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh.